Thưa quý vị, mới đây tờ quyết định cho nhân viên nghỉ việc vì không đi du lịch cùng công ty đã khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi và nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện này trong bản tin ngày hôm nay. Cụ thể, trong tờ quyết định đuổi việc này, công ty cho rằng nhân viên từ chối tham gia hoạt động, phong trào ngoại khóa là không có tinh thần tập thể, tinh thần gắn kết đồng đội nên không phù hợp với công ty. Tờ quyết định cho thôi việc trên được cho là của một công ty bất động sản ở Hà Nội. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện này đã nhanh chóng nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Có ý kiến cho rằng khi đã làm việc trong môi trường tập thể thì phải tuân thủ theo những quy định của công ty, tham gia team building, hoạt động để xây dựng đội ngũ sẽ giúp mọi người gắn kết và hiểu nhau hơn. Nếu ai cũng có lý do để nghỉ thì đâu còn là team building nữa. Vì thế, công ty nên đưa ra quyết định như vậy thì không có gì là sai. Ngược lại, đa số cư dân mạng đều cho rằng việc sa thải nhân viên vì lý do này là quá vô lý. Công ty tổ chức đi du lịch nhưng việc tham gia hay không là quyết định riêng của mỗi nhân viên. Đại diện công ty khẳng định văn bản được đưa ra trước chuyến du lịch. Đây là thông báo chung được ban quản trị gửi đến toàn bộ nhân viên, thực hiện đúng theo nội quy, các nhân sự và làm việc đều được thông báo đầy đủ. Đáng chú ý, người này cho biết tất cả nhân viên của mình đều nhiệt tình tham gia chuyến đi Cát Bà. Hiện tại, không có nhân viên nào của công ty bị đuổi việc vì lý do này. Công ty chúng tôi không hề làm sai luật. Công ty trích quỹ, tổ chức miễn phí nhằm mong muốn kết nối mọi người, chăm lo thêm đời sống nhân viên. Thông báo nói trên chỉ để mọi người có khí thế, tinh thần hơn. Công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nên cần các nhân viên có nhiệt huyết và năng lượng. Chúng tôi không vin vào việc du lịch để buộc thôi việc ai, vì đại diện này nói. Khi bàn về tình huống này, không ít người cũng đặt câu hỏi khi bị cho thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với lý do như vậy thì người lao động có quyền khởi kiện hay đòi lại quyền lợi chính đáng hay không? Theo luật sư Đặng Văn Cường, pháp luật quy định quan hệ lao động là quan hệ bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải thuộc trường hợp pháp luật quy định. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không có căn cứ thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ Luật Lao động. Điều 34 Bộ Luật Lao động quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau. 1. Hết hạn hợp đồng lao động trừ trường hợp quy định tại khoản 4, điều 177 của Bộ Luật này. 2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. 3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. 4. Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại khoản 5, điều 328 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án. Quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 5. Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án. Quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 6. Người lao động chết bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. 7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật. Người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải. 9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điều 35 của Bộ Luật này. 10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điều 36 của Bộ Luật này. 11. Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại điều 42 và điều 43 của Bộ Luật này. 12. Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều 156 của Bộ Luật này. 13. Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc. Như vậy, nếu người sử dụng lao động cho nhân viên nghỉ việc do không đi du lịch cùng công ty nghĩa là đã làm sai quy định của pháp luật. Hoạt động team building có vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế không phải nhân viên nào cũng hào hứng với những hoạt động này hay có đủ điều kiện để tham gia cùng công ty. Vì vậy, các công ty, tổ chức cần có kế hoạch sự thu xếp hợp lý để các nhân viên có thể tham gia và nhiệt tình với hoạt động này. Có vậy mới thúc đẩy tinh thần đoàn kết và tiếp thêm năng lượng tích cực cho các nhân viên. Còn bây giờ, bản tin của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!